á. Trời ơi, chồng xuất sắc. Chồng vậy quá vậy. Chồng, vô. Vô, vô, vô. Chồng ơi, tại chồng đã một lần một hơi mà 40 cái đó. Em thấy cái đó mới ngầu. Em thấy cái đó mới ngầu, cái này không ngầu bằng nha. Anh mũi bên 40 cái anh hiểu không? Em nhìn cái đó thì em mới coi lại là chồng mình là ai luôn anh xịn. Anh làm cái đó đi. Không, em thấy anh làm cái đó mới ngầu, cái đó mới lành, nó có cái gì đó người ta gặp thì wow, còn 20 cái nó bình thường. 20 cái là Harry Won cũng làm được anh hiểu không? Yeah, cho nên 20 cái nó không có đủ tầm á để người ta wow quá anh xịn. Con vợ làm được mà đàn ông mà 40 cái. Một bên 40 cái mới làm được, 40 cái thì mới có gì đó ngầu. Trời ơi. 20 cái bị tầm thường lắm. Anh làm được không? Nha. Nha. Nha xin. Sao nghiêng qua đâu vậy? Ừ, nhưng mà cái góc này không được, góc này không quay được, góc này nó tùm lum tại là nhìn dơ mà. Cái đây nè có không được anh xịn, cái này phải quay lại. Không, nó kỳ lắm, quay lại. Từ cái góc này thì em nãy giờ em né lại em góc ở đây để không có thấy gì quảng cáo anh hiểu không? Từ bên đi quay qua mới được. Còn ở đây nó bị ghê quá, nhìn nhà nó rất là bối rất ghê, anh hiểu không? Không được. Góc này mới ok. Ồ, sao nãy giờ mà không nghĩ ta? Thiệt luôn á, đúng là ngu là ngu si không có hưởng thái bình nhá. Ngu si không có hưởng thái bình, ngu là tay chân khổ ra anh hiểu không? Ngu là tay chân khổ nha, phải làm lại 40 cái đó, thấy ngu không? Trời ơi, thiệt luôn á, quạo kìa. Mà tao khổ. Thiệt luôn á, quạo kìa. Mà tao khổ. Thiệt luôn á, quạo kìa. Mà tao khổ. Anh xem cũng ngu chung với em mà. Ê, anh nói vậy thì bây giờ em buông ra cái này không quay cho anh nữa. Bây giờ anh muốn sao? Cái đó bị ngu hơn đó. Anh kỳ quá à. Quay cho anh đi. Rồi, đó. Ông đã vô sao không làm cái này ngu gì ta. Rồi. Rồi, 40 lần cũng phải. 40 lần nha. Anh, nếu vậy thì anh nghiêng qua bên kia đây đi. Ờ, bên đây nó góc này là đẹp nhất. Ừ, đúng rồi, xéo qua bên đây. Ok. Yes. Anh ghê là anh xịn, anh mê anh quá à. Trời chết. Em mê anh quá anh xịn. Em đây. Anh mê anh. Đây. Em mê anh quá anh xịn ơi. Anh ơi em mê anh quá à. Em mê anh quá anh xịn ơi, em mê anh quá à. Sao anh giỏi quá vậy anh xịn? Trời ơi sao vậy anh xịn? Sao vậy? Anh ơi nhìn coi đi. Sao anh giỏi quá vậy? Tại gì á? Tại vì con có con vợ Harry Won đúng không? Ngu quỷ vợ vụ. Chồng ơi xuất sắc. Mission. Thành công xin ơi. Chồng ơi chồng muốn nói khỏi gì khán giả không? Em. À. Nói đi sao không nói. Nói đi.